ngủ luôn. Trời ơi, không đường này những chuyện xe em buôn qua. Hồng Đình ơi, đỉnh cao mấy bước. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Trong cuộc sống của chúng ta thì luôn có những cái câu chuyện thú vị bất ngờ. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị về điều đó. Một người đàn ông có một cái khả năng đặc biệt, có thể nổi trên mặt nước hàng giờ. Và thậm chí ông có thể đọc báo, đàn vọng cổ, hát những câu vọng cổ miệt vườn cho cô bác quý anh chị nghe ngay tên sông. Em bon chim mông dầm đường về làng quê ta, đi chim mông suối đeo đôi nồi xe ta, đi chim mông chiến trường. Mời Bùi Hồ, mời cô bác quý anh chị gặp chú, một người đàn ông có khả năng kỳ lạ lập kỷ lục của Việt Nam nha cô bác quý anh chị. Năm nay thì chú cũng đã gần 60 tuổi rồi, cũng với một cái đoạn đường khá là vất vả xa xôi tìm đến đây quay cho cô bác quý anh chị xem. Nếu thấy hay hay thì hãy like đăng ký kênh chia sẻ cho Bùi Hồ nha. Và đây là cái ngôi nhà của chú, một cái ngôi nhà điển hình của miền Tây, đó là một cái ngôi nhà ở vùng Cà Mau cô bác quý anh chị. Và mình sẽ qua đây để gặp chú ha. Và đứng bên cạnh Bùi Hồ đây là chú Hoàng Khương. Chú năm nay thì cũng đã gần 60 tuổi ha chú? 59. 59 tuổi cô bác quý anh chị. Và điều đặc biệt của chú là chú có thể nổi hàng giờ trên mặt nước mà không cần bơi lội gì hết. Cái khả năng đặc biệt đó thì chú phát hiện từ năm bao nhiêu tuổi hả chú? Cách đây khoảng chục 11 năm. 11 năm vì 10 đâu? Năm, 11 10 năm. Năm. Vì đâu mà chú lại phát hiện ra cái khả năng kỳ lạ của mình? Xuống sông tắm. Dạ. Xuống sông này là tắm rồi tàu nó chạy cái nó hút ra cái phình là nước nó nổi luôn rồi thử rồi nằm nổi luôn vậy thôi chứ không có tập vợt, không có bình thường chứ không có. Tại vì chú Hoàng thì cái lỗ tai của chú nghe hơi kém nên là nữ là Bùi Hồ phải nói rồi. Lớn chú thì khi mà phát hiện cái khả năng kỳ lạ đó, chú có bất ngờ với khả năng của mình không? Bất ngờ chứ, bởi vì mình hồi nào giờ đâu có biết, đâu có biết gì đó, ngồi trên bãi tắm vậy nè, ngồi bãi đất cứng vậy đó, rồi tàu máy xe chạy cái nó rút ra. Rút ra hụt chân đồ mình bảy hụt không có đụng đất vậy cho mà phát cũng nổi phình cho hoài nó trôi khoảng chừng mấy cây số luôn. Ôi trời ơi. thử coi nó sao. Dạ. Thử thử coi nó sao mà kỳ, thấy lạ kỳ. Rồi nằm lại mặt nước nó trôi mấy cây số, tôi có chổng rồi lên bờ lội về rồi xuống nó nổi vậy đó, rồi người ta coi ì bung. Rồi đồn tới lui mời lên Hồ Nam cho nó. Người ta coi còn hơn cái hội chợ nổi trên Bạc Liêu á. Dạ. Rồi từ đó tới sau rồi thông thắng xã Việt Nam, báo Hà Nội, báo Tuổi Trẻ, báo Sài Gòn xuống. Ông xuống dập diều xuống liền hết đoàn này tới đoàn kia. Dạ. Rồi cuối cùng với ông mới mời lên đó. Mời lên nhà hàng West trên Sài Gòn á, trao giải đó. Vậy là chú đã xác lập được kỷ lục của Việt Nam của bác quý anh chị. Mấy ông nói là thế giới này thì không có, mà Việt Nam này á là có một cụ bà 75 tuổi với em bé 14 tuổi. Hồi lúc này luôn. Hồi lúc trao giải đấy. Dạ. Đâu ở ngoài á, vùng dạ. Ngoài á. Dạ. Hồi lúc mời lên trao giải đó mà một cụ bà 75 tuổi, em bé 14 tuổi mà nổi lờ mờ mà thời gian thì rất ngắn. Dạ. Còn ông Cương á, ông á là cũng như một khúc cây khô. Thảy dưới sông nước gồng cho đi mà nó lớn cho nhà thiệt. Bây giờ xuống á, nằm 2-3 ngày, nằm ba lâu á, thì nó cũng nổi lên gì, nó cũng nổi phình gì đó. Dạ. Thì lên thôi. Dạ. Còn không kêu thì nằm dưới sông, nằm xuống kia đó. Còn không biết là lúc trước thì chú, lúc nhỏ thì chú có biết bơi không? Bơi hả? Không, thì nổi phình nổi thì căng nằm đại nằm. Nhưng mà ngày xưa là chú có biết lội không? Lội thì biết lội dưới sông. Dạ. Lội dưới sông biết lội, mình là người nông dân ở nông thôn mà. Nằm vậy đó rồi nó trôi hoài vậy thôi. Dạ. Chứ không có tập dụng dũng rồi ta muốn làm gì làm mà đừng không đụng nước, không có bơi gì cho trên nằm nữa mình trên vậy đó. Chú cân nặng năm nay là bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu kg chú Khương? Chú nặng bao nhiêu kg? 78 kg. 80 kg á cô bác quý anh chị, thấy không? Có một cái điều khá là độc lạ như thế này nè. Mọi người khi mà biết lội á có thể thả tàu ở dưới sông. Và khi mà thả tàu ở dưới sông này lật ngửa lên á thì tay chân phải hoạt động. Không có thả tàu thì dạ, khác. Thì khác, còn ở chú Khương ở đây không thả tàu, căng thẳng tay chân. Nhưng mà thả thì cứ trôi thôi. Và cái điều đó hiện nay thì khoa học vẫn đang tìm cách giải thích. Nghe chú chia sẻ một cái câu chuyện rằng là
những cái người nước ngoài vô đây nghiên cứu về chú nhưng mà vẫn không giải thích được. Hôm nay sau đoạn clip này thì cô bác quý anh chị có thể gặp được chú Khương ở trên cây kênh Bùi Hồ, và đặc biệt là gặp về cái khả năng phi thường của chú. Và chắc có lẽ là không nói nhiều nữa thì con nghe được rằng là chú có biết hát đàn ca dòng cổ trên sông luôn hả chú? Được. Gia đình chuyên gia mà chuyên gia văn nghệ. Dạ. Từ 7 anh em. Dạ. Mà đoàn ở đoàn này đoàn kia, bây giờ hiện giờ còn thằng em Út là ở đoàn ở trưởng đoàn Trần Hữu Trang ở Sài Gòn. Ô trời ơi. Trưởng đoàn thằng em Út, em Út của vậy. Hoàng Kha. Dạ. Vậy là cái nôi của đền ca tài tử luôn rồi các bạn. Ừ, đó là cổ. Đó là đại nhất danh cầm toàn quốc. Tuyệt vời. Rồi sao rồi bây giờ nó về là nó làm trưởng đoàn Trần Hữu Trang. Dạ. Thôi bây giờ thì nước ở dưới sông cũng đã lớn rồi. Bùi Hồ phải đến gặp chú từ lúc 2 giờ trưa. Thì lúc đó nước gồng, không thể nào mà cho chú để thấy được cái khả năng đặc biệt của chú. Với lại nắng quá. Thì bây giờ cũng gần 5 giờ chiều và nước thủy triều cũng đã dâng lên. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ chú cháu mình sẽ xuống dưới ha. Dạ. Thôi chị mình đi ha. Dạ thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi xuống sông cùng với chú. Chú có cần ôm cái đàn này không chú? Hả? Dạ dạ đàn xách đi, đàn đám mới cho về, hai ông anh xách đi. Thôi bây giờ chú vừa ấy vừa hát trong cổ ở dưới thôi, khỏi đàn. Hả? Ừ hát dạ, thôi okay. Mà cây đàn xuống nước á thì tức nhiên để này á, thế nào nó cũng phải đụng nước. Nó sức. Dạ. Thật ra là chia sẻ với mọi người á là trước đây là chú đàn luôn, nhưng mà cái đàn thùng đem xuống nước á vài năm này nó bị thấm nước biển, nó bị hư hết rồi. Nên bây giờ có thể là nghe chú hát một vài câu dụng cổ ha mọi người. Rồi bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi theo chú để mà coi chú biểu diễn cái tài năng của mình, một cái tài năng phải nói là có 102 cô bác quý anh chị, một cái con người mà có thể nổi như một cái khúc cây khô loại hàng giờ ở dưới. Ai đã có bãi bến rồi bệnh chết luôn không chịu. Dạ, làm đây gần đi chú cho nó dễ gần nhà mình. Con biết lỗi. Rồi, rồi chú ơi. Ra luôn phải không? Dạ. Ra luôn thì con mới ra chứ. Thì con ra luôn. Để thôi nó trôi xuống. Có bờ, có bến ra đi theo. Bánh chết luôn. Để quay nước phim cực khổ phải thay cái quần cục nè mọi người. Sâu chưa chú? Thả luôn chưa? Xích ra giữa sông đi chú. À, mọi người thấy không? Ôi trời ơi. Dạ không được con. Ôi ôi trời. Mọi người có thể thấy không? Hai chân là thõng lên trên luôn hay chú? Ôi trời ơi. Đó, chú không có quạt tay quạt chân gì nha mọi người. Ô oh, khủng khiếp thiệt. Đây là một cái khả năng của chú Khương, gọi là cái khả năng kỳ lạ có 102. À đây là mọi người, chú cho trôi khi nào đã thôi. À nước sâu không chú? Dạ. Đợt kia có bớt, bớt đi theo dài khỏe rồi đây. Chú, dạ chú lội xích lên tí là được à? Lặp lại cái gì? Dạ, xích lên tí cho mọi người ra đó thấy được rồi. Ga giữa sông á chú, ga gần giữa, nước nó chảy rất nhiều, xích lên tí đi chú. À, đây là một kỷ lục gia của Việt Nam nha mọi người. Và có thể là có điều kiện thì chú sẽ phá kỷ lục của thế giới luôn. Và thậm chí thì chú có thể nằm hàng giờ trên cái con sông này. Xích lên tí nữa cô đi chú cho nó
khuất cái cây đó luôn, giữa sông cũng được đó chú. Chú không bao giờ chú sợ chìm, chú là đi tàu đi biển đâu có sợ gì đâu. À, mọi người thấy không? Có đôi khi mọi người hình ảnh của chú trên đây qua con xin gửi đến chú gì và cùng các anh chị em nhạc phẩm được mang tên Hát Về Đất Biển Quê Tôi. Lòng biển sâu, lòng biển sâu, đâu bằng tình anh yêu em. Rừng vườn xanh đủ bằng tình hai đứa, đâu bằng lời em hứa. Mình yêu nhau như rừng biển không rời. Có đôi khi thì người ta nghĩ cái hình ảnh của chú á, thì mọi người mà đi chạy vỗ lãi ngang á thì ta không biết, người ta nghĩ là mọi người có thể thấy là cái ngón chân, cái bàn chân của chú nè đưa lên luôn nè đó. Rất kỳ lạ đúng không mọi người? Ở trong này thì nó ít trôi hơn đó, nên chú nằm cho mình quay hoài luôn. Cô bác quý anh chị có thể thấy là chân tay của chú là không có hoạt động, cái tứ chi là không có hoạt động. Hát trong cổ chú, lỗ tai gặp nước nói đâu nghe. Giống như một khúc gỗ luôn á. Ngủ luôn. Trời ơi, ôi khủng khiếp thiệt ha. Đây, cái chân của chú là không, hoàn toàn là không hoạt động nha mọi người. Đây một là một cái chuyện lạ của Việt Nam ha. rất là kỳ bí phải không mọi người? Ai có thể giải thích được thì giải thích cho Bùi Hồ nghe với. Ôi ôi khủng khiếp không? Chú cưng số 1. Chú cưng ơi, chú thả gần gần lại đi, hát giùm cổ luôn. Nước nó trôi hát giùm cổ luôn. Trôi luôn hả? Không không, chú thả gần gần lại đây nè. Dạ dạ, nước nó trôi quá. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ cùng với chú Cương sẽ đi qua trong vuông của chú á. Trong vuông của chú thì nó cũng sâu. Vuông là cái ao nuôi tôm á mọi người. Và chú sẽ thả và hát dùng cổ luôn ha. Ở đây nước nó cũng sâu lắm. Nước sâu không chú Cương? Ồ, nước cũng rất là sâu ha. Chú rất là nhiệt tình luôn. Ha ha ha.
Đó, phải nói là cái chân của chú hoàn toàn nổi trên mặt nước nha mọi người. Khả năng của con người thì phải nói là vô hạn. Chú thì mới phát hiện khả năng của mình hơn 10 năm nay thôi và đã được công nhận kỷ lục thế giới rồi, kỷ lục của Việt Nam rồi. Khủng khiếp không mọi người? Dạ, chương trình này Hoàng Cương xin gửi đến cho quý vị một nhạc phẩm được mang tên Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Che em bon chim mong dầm đường về làng quê ta đi, chim mong suối đeo đôi nồi, che ta đi chim mong chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, tiếng bom sao đàng rồi lắng nghe vang vang câu hỏi trên đường. Bụi lớn to lắm chim quê ta đi thông đường này, những chiếc xe em bon qua. Hồng Đình ơi, đình cao mấy vườn đàn cùng em ấy đi mẹ thức tròn tiếp những mảnh đường quê nhà đường dồn dập chuyến xe qua kịch nghĩa quê hương sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm ai lấy mà tình em đàm đàn. Trẻ em bốn chim mong thương lòng chim không những mở hồi dù quê em im thân yêu cho tôi cười rồi tâm tình chào người chẳng tiếc máu xương lại đi thông đường là nhiều điều phù lấy giá gồm đầy tình nam nghĩa bậc thương nhau ta nó có quảng chi hỏi cô gái trên đất Lam Hồng kỳ bàn tay em rơi non lấp biển. Dù xe chạy đêm đêm chạy ngày cũng chẳng bằng bằng tình nghĩa em quang mình trong gian lao đi thông đường này những chiến xe qua họ nhìn ta lại em đã góp công. Ngày đêm tuyến đường chú đang bị ho rồi. Đây là cô, vợ cô chú. Bây giờ Mười Hồ đang quay cô để mà coi coi chỉ cái giấy xác lập kỷ lục gia nè mọi người. Đây nè, ông Hứa Văn Bạch là và ông Hứa Hoàng Cương ha. Anh Hứa Tây Hạ, gia đình có nhiều tự có nhiều người tự nổi trên mặt nước. Ồ vậy là gia đình có ba người luôn hả cô? Nhưng mà mấy người kia nổi không có rõ ràng. À. Nói không có được rõ ràng như như chú Cương. Dạ. Dạ, hai người có thích nổi chút anh ruột luôn. Là tự nổi luôn. Ừ, cũng tự nổi. Ồ. Hôm nay rất may mắn nha, gặp được chú Cương ha. Là ba anh em ruột nổi luôn. À hai. Hai anh em ruột với thằng cháu. Thằng cháu con là Hứa Tây Hạ đó, là con của anh Tư. Dạ. Ồ hay vậy cô. Thôi bây giờ đi qua tâm sự với cô tí xíu đi. Cho chú tí xíu đi. Khủng khiếp không? Đâu có nhiều gia đình mà có nhiều người nổi như vậy. Lúc đúng, nước thì nó ngồi dưới nước mình tắm, là ngồi trên bãi mình tắm. Dạ. Đất khô. Bãi nó dưới đó. Đất khô rồi tàu vỏ mấy xe chạy ngang nó hút vô, hút ra nó đánh sóng vô hút ra không hút cái tầm đất rồi mà cũng còn nổi thình. lạ quá mới nằm đại lên. Dạ. nằm đại qua thì nằm thẳng ra thì nó nổi phình, nó trôi mấy cây số trong mới lộ về. mới leo lên lộ bộ về xuống làm y chang ghe xuồng ghe người ta vỏ người ta chạy ngang á. Dạ. Người ta tính đâu người chết bị nổi phình à. Nói phần gì đó trôi lẹp nhiều, người ta quay trở lại, coi quay trở lại, quay trở lại, quay trở lại.
rồi ta đồ tới đâu luôn, chứ bảy cũng không có đăng ký giấy tờ này kia nữa, bao cái thẻ cúp này là mấy ông làm bên bao ngoài 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 bộ văn hóa vô mấy ông làm bên mấy ông, chứ mình cũng không mời mời lên trao giải. Dạ. Và thông tin với mọi người, cô bác quý anh chị, đây là kỷ lục gia của Việt Nam. Hội lần thứ 20 năm 2010 thì trong cái 2000 mấy? 2010 chú. Ờ vậy là 12 năm hả? Ờ đây là một cái gọi là cái cúp, nhưng coi như là cái cúp danh dự luôn. Ờ, ở Việt Nam của mình thì cũng rất ít người có được, mà trong khi đó là chú là có được lần đầu tiên cầm được cái cúp hội kỷ lục gia luôn. Cái cúp này bằng đá nha mọi người. Bằng đá và người ta khắc vô. Có dừng rớt cái cục ở trên. Dạ. Ô cái cục ở trên còn chui. À, phải nâng niu nó mới được. Ở... nhiều khi nó rớt á, bị nó ấy nó lỏng nó rớt, quá không nó có bị rớt rồi. Dạ, cái cục mà không để ý. Dạ, cái cục này nó xây được mà. À. Thì qua một số phương tiện thông tin ở trên internet thì con được biết đến chú. Chú không ngoài ra thì không phải chú mà cả luôn một người em và một người cháu của chú vẫn có thể tự nổi trên mặt nước hàng giờ như vậy, và thậm chí là vài km là chuyện bình thường. Cô bác quý anh chị được ngồi kế một cái kỷ lục gia Việt Nam thì rất mong muốn rằng là bây giờ thì Covid cũng đã hết rồi, thì mọi người cũng có thể xem được cái chương trình này, xem được cái clip này của Bùi Hồ, thì có thể tạo điều kiện cho chú đi tham gia cái kỷ lục gia của thế giới, và đó là một điều rất là vinh dự luôn ha chú ha. Thì nếu bà nhận được tin Việt Nam mình có chương trình, bà mới nhận được tin thì phải sẵn sàng đi phục vụ cho trong chương trình này cho đất nước. Nói chung là hôm nay thì Bùi Hồ rất được vinh hạnh cơ duyên đến đây gặp được chú Bảy, đã coi như là biểu diễn cho Bùi Hồ coi tận mắt một người đàn ông có thể tự nổi trên mặt nước, một cái khả năng đặc biệt mà ở trên thế giới thì cũng có hiếm có được, và đặc biệt là được công nhận kỷ lục gia của Việt Nam luôn mọi người. Đây là một cái kỷ lục gia của Việt Nam nè. Thì con đến đây á thì con cảm ơn chú Bảy thứ Bảy đã tạo điều kiện cho con ghi hình cái thước phim này. Thì con xin chúc cho chú Bảy thứ Bảy và cả gia đình luôn có một cái sức khỏe dồi dào, an lạc, và đặc biệt là chú Bảy với thứ Bảy là luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Nếu cô bác quý anh chị có thấy thích, hoặc là có thể là tạo điều kiện cho chú Bảy tham gia chương trình kỷ lục gia của thế giới, thì có thể like, share, chia sẻ đoạn clip này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.